kính chào quý vị khán giả bốn phương. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị đến với tập 2 của câu chuyện mang tựa đề Bi kịch một gia đình, cuộc đời của Thái. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Thái rất may mắn thuở nhỏ được bố thường xuyên cho vào cơ quan tại phòng tài chính, bây giờ thì gọi là phòng tài chính kế hoạch, để ở với bố. Bố của Thái vì hoàn cảnh nhà nghèo lại ở xa cơ quan, nên ngày xưa thì cán bộ làm từ thứ hai cho đến thứ bảy, không như bây giờ. Bây giờ làm tuần 40 tiếng mà thôi, thứ bảy chủ nhật được về với vợ con. Còn những năm 1991, 92, 93, 94, 95 thì cứ làm đến thứ hai đến thứ bảy. Nhiều người trong cơ quan họ ở nhà thì tránh, nên họ làm xong công việc của mình thì lại trở về với gia đình, với vợ, với con. Còn với bố của Thái thì khác, vì nhà ở xa nên bố của Thái vừa làm vừa lại cơ quan. Cái phòng tài chính nơi bố Thái làm việc toàn là hồ sơ, toàn là giấy tờ và một chiếc giường nhỏ dành cho hai bố con. Bố Thái là người của những năm đổi mới nên rất giỏi về mặt vi tính và tiếng Anh. Đây cũng là một lợi thế mà những bác làm trưởng phòng rất quý mến, bởi vì công nghệ sẽ làm thay đổi mọi cái thủ tục ngày xưa. Và bố của Thái là người tiên phong để xử lý đặc biệt là vấn đề kế toán tài chính, ngân sách của huyện nhà. Ông có một cái tập tính, vì ở lại cơ quan nên cứ mỗi ngày làm việc, bạn bè thì đã về với vợ, với con, với gia đình của mình. Còn bố của Thái sau khi kết thúc ở cơ quan, có lúc thì 5 giờ, có lúc học hành cũng phải 6 giờ mới xong, nhất là những ngày đại hội. Rồi xong công việc thì bố Thái lại phải đi kiêm một cái chức người ta gọi là bảo vệ ở cơ quan, là khép tất cả các phòng ban lại, cầm trong mình một cái ổ khóa rất nhiều phòng ban. Sau đó thì bắt đầu kéo dây để tưới cây ở cơ quan. Bây giờ thì các cơ quan đều có một cái người bảo vệ riêng. Ngày xưa thì vừa làm cán bộ vừa làm bảo vệ luôn. Nên cuộc sống của bố Thái cứ một mình ở cơ quan nên nhiều khi cũng buồn. Nên vào những dịp hè thì bố của Thái thường cho Thái đi vào cơ quan ở với bố, để có bố có con, cho vui cửa vui nhà sau những giờ làm việc căng thẳng. Vì còn quá nhỏ, mới học lớp 1, lớp 2, Thái cũng chỉ là một cậu bé. Đi vào cơ quan thì bố cứ bảo ngồi đâu thì ngồi yên đấy mà thôi. Cứ mỗi buổi sáng, vì thị trấn có điện cho nên bố của Thái thường pha cho Thái một gói mì tôm, bố ăn một nửa, con ăn một bát. Và sau đó thì cứ bảo con đi chơi lòng vòng trong cơ quan,
còn bố thì theo công theo việc của mình. Một đứa trẻ khi vào cơ quan thật là chán, bởi vì mọi người đều có công việc riêng của mình cả, đâu có ai chơi với mình đâu, nên thấy buồn, thấy là nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh và nhớ em. Nên mỗi lần cứ vào cơ quan, Thái cũng ngồi nhìn cơ quan rồi cũng buồn lắm, rồi cũng muốn về nhà mà thôi. Nhưng bố Thái động viên: "Con à, bố ở đây chỉ có một mình thôi. Con nhìn thấy rồi đấy, công việc của bố thì rất nhiều, bố không có nhiều thời gian dành cho con. Nhưng đến mỗi tối, hai bố con mình ở bên nhau để cho bố đỡ buồn. Cuộc sống là như vậy, phải biết cố gắng con à." Một đứa trẻ mới học lớp 2 thì cũng nghe bố nói như vậy thôi. Rồi ngày tháng qua đi, một kỷ niệm nhanh nhất là đến sáng dậy sớm, bố Thái chuẩn bị pha mì tôm thì gác trong mình một cái ấm nước bằng điện. Vì nước đã sôi nên Thái vô tình không biết, cũng như ở quê, nếu nước sôi thì mình lại lấy tay bỏ vào nước, thấy nước nóng thì gọi bố gọi mẹ. Và lúc này cũng vậy, nước sôi sùng sục, Thái vừa chuẩn bị lại bỏ nắp để bỏ tay vào để xem nước nóng chưa rồi gọi bố, thì đột nhiên bố ở bên kia phòng chạy qua: "Ôi con ơi, không được, ôi con ơi, nguy hiểm quá." Thái giật mình không biết tại sao, thì được bố giải thích là như vậy. Từ đó bố Thái cẩn thận hơn mỗi lần pha nước, và cẩn thận hơn vì sợ con mình lại bị điện giật. Bởi vì trong cơ quan có một đứa con của bác trưởng phòng đã bị điện giật nên rất nặng. Chú ấy tên là Nam, được ba xem như là người em trai của mình, nên bây giờ chú ấy cũng đã khuất, ba cũng đã khuất về dưới kia, đã là năm thứ 16. Bây giờ Thái ngồi nghĩ lại, rơm rơm những giọt nước mắt về những ký ức mà hơn 30 năm đã trôi qua. Rồi cuộc sống của cơ quan là những ngày tháng họp hành của bố. Và với Thái, một đứa trẻ nhỏ suốt ngày được bố giới thiệu: "Bố xin giới thiệu với con, đây là bác An, làm trưởng phòng tài chính đó con. Bố giới thiệu với con, đây là bác Liên, giám đốc kho bạc. Bố giới thiệu với con, đây là bác Lưu, chi cục trưởng chi cục thuế. Rồi bác này, chủ tịch huyện. Bác kia, bí thư huyện. Bác này, trưởng các phòng ban." Có lẽ từ như vậy mà Thái đã hiểu trong mình một kiến thức mà đến hôm nay, khi Thái đã trở thành một nhà phân tích về chính trị thế giới và Việt Nam, Thái hiểu rất rõ về bộ máy của Việt Nam cũng như bộ máy của các quốc gia trên thế giới. Ông nào là ủy viên Bộ Chính trị, ông nào là ủy viên Dự khuyết, ông nào là ủy viên Trung ương Đảng, ông nào chức nào từ Trung ương đến địa phương. Từ lúc học lớp 6, Thái có thể nhớ rần rần
ai là chủ tịch nước của Việt Nam. Ví dụ như từ bác Tôn Đức Thắng, sinh năm 1888, lớn hơn bác Hồ của chúng ta 2 tuổi, được bầu làm chủ tịch nước sau năm 1976. Rồi đến đại tướng Võ Chí Công làm chủ tịch nước. Rồi sau đó là đến Lê Đức Anh, Trần Đức Lương. Rồi tiếp theo là chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và những bác làm về chính phủ thời bố của Thái. Thì Thái vẫn cứ biết đi biết lại Bộ trưởng Bộ Tài chính là bác Nguyễn Sinh Hùng, là con cháu của bác Hồ. Bố của Thái thường kể về đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. Sau này thì đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trở thành Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và sau đó là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thái phải nhớ như in từ những năm 1990 cho đến bây giờ. Rồi những bác nào là làm thủ tướng, từ Thủ tướng Phạm Hùng, rồi Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, rồi Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc và bây giờ là Phạm Minh Chính. Hay bác nào là Tổng Bí Thư, từ thời bác Lê Duẩn, rồi sau này là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng. Thái vẫn nhớ như in. Nói tóm lại thì hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên dự khuyết cùng với Bộ Chính trị gồm có 17 người Thái đều thuộc từ lúc học lớp 6 cho đến ngày hôm nay. Nên một lần nhớ lại về ngày xưa, Thái vẫn cảm ơn bố. Bởi vì có những tháng ngày bố giận đi, bố bày vẽ cho. Thái lúc đó là một đứa trẻ học lớp 2, cũng chỉ nhớ mà thôi. Nào là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các chức vụ về Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, rồi Tư lệnh các quân khu, rồi Chính ủy, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng, Đại đội trưởng, Đại đoàn trưởng, rồi Sư đoàn trưởng. Vâng, Thái vẫn thầm cảm ơn bố mình. Bởi vì là một đứa trẻ chỉ muốn ăn và chơi, không ai nghĩ đến những ngày mai. Nhưng bố Thái đã dạy cho Thái về đạo đức cách mạng, về một người cán bộ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, học và làm theo những điều tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nên đam mê lớn nhất của cuộc đời Thái là trở thành một người thầy, một giáo viên dạy chính trị. Đó là ước mơ cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, quý vị vừa xem xong tập 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bi kịch một gia đình, cuộc đời của Thái. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của cuốn tiểu thuyết này. Đây là một cuốn tiểu thuyết dài 1.000 tập, kể về một gia đình có thật, một câu chuyện có thật. Chúng tôi chỉ đổi tên những nhân vật trong câu chuyện này mà thôi. Kính chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.